Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh MTC Channel. Ngày hôm nay thì em không có đứng gần những chiếc xe nữa bởi vì CRV mới sắp về rồi. Còn khoảng vài ngày nữa là những vị khách đầu tiên đặt hàng CRV sẽ được chính thức sở hữu CRV. Cho nên hôm nay là em cũng thông tin một lần nữa đến cho cả nhà về chiếc dòng CRV mới. CRV mới thì cũng có 3 phiên bản luôn, giống như những cái bản nhập thái vừa rồi. Bản L, bản G và bản E đó, xếp từ cao cấp xuống cái bản thấp nhất. Thì nó có một cái đặc điểm mà em thấy là rất là đáng lưu ý và rất là đáng tiền mua. Đối với CRV mới lắp ráp tại Việt Nam thì được trang bị thêm Honda Sensing. Honda Sensing nó là một cái chức năng, là một cái tính năng an toàn hỗ trợ cho người lái rất là tốt khi chúng ta đi đường trong nội đô hay là mình đi đường xa. Và cụ thể thì cái Honda Sensing đó nó gồm những cái hệ thống gì thì tụi em sẽ làm một cái clip cụ thể hơn, chi tiết hơn khi mà chiếc xe đã có mặt tại đại lý, và chúng em cũng sẽ quay toàn cảnh chiếc xe, quay những cái cụ thể hơn về kiểu dáng, về mẫu mã và những trang bị trên CRV. Và một thông tin mà em nghĩ là các anh chị đang rất là nóng lòng muốn biết hiện tại bây giờ, đó chính là giá chính thức của ba bản CRV, bản L, bản G và bản E. Thì em xin phép các anh chị là thì trên tay em là đang có bảng giá rồi, thì em xin phép là để cái phần giá này em sẽ công bố sau cùng. Em sẽ nói sơ về đôi nét chiếc CRV. Thì đợt vừa rồi là có rất nhiều các anh chị đã alo cho chúng em, alo cho MTC Channel và đặt trước xe. Thì xin chúc mừng, trước tiên là em xin chúc mừng các anh chị, bởi vì và em cũng cảm ơn các anh chị đã tin và ủng hộ cho MTC. Và có một cái niềm vui nữa, đó là những anh chị mà đã đặt trước cái thời hạn mà 29 tháng 7 á, thì ngày hôm nay thì bên Honda Việt Nam họ đang chuyển cái lô đầu tiên về. Chắc cũng khoảng vài ngày nữa là xe sẽ cập bến showroom, và các anh chị là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe CRV phiên bản lắp ráp mới, có nhiều trang bị xịn sò và cái mức khuyến mãi rất là tốt. Nói chung là em rất là chúc mừng và rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã ủng hộ MTC. Và còn những anh chị mà chúng ta chờ xe về tới showroom để tận mắt xem và đồng thời biết rõ mức giá thì mới quyết định mua xe thì cũng không sao, chúng ta cứ hãy tham khảo, chúng ta cứ tìm hiểu và alo cho MTC sớm, thì MTC sẽ hứa sẽ hỗ trợ các anh chị ở mức giá rất tốt, khuyến mãi rất là nhiều. Hiện tại thì CRV thì có 3 phiên bản và có 5 màu để giao cho các anh chị trong tháng 8 này. Đó là màu trắng, màu đen, màu bạc và màu titan và một màu xanh nữa. Nè, em xin nhắc lại, đó là có 5 màu: màu trắng, màu đen, màu bạc, màu titan và màu xanh. Thì đặc biệt là những anh chị mà chúng ta đã đặt xe trước trong cuối tháng 7 á, thì đầu tháng 8 này chúng ta sẽ sớm được sở hữu xe CRV. Honda Việt Nam thì hồi nãy buổi livestream của Honda Việt Nam thì họ ưu tiên giao xe phiên bản G và L trước cho các anh chị trong tháng 8 này, tức là đầu tháng luôn đó. Tức là sau cái buổi livestream này thì họ sẽ vận chuyển những cái xe đầu tiên về đại lý. Thì cái ngày mà nhận xe của các anh chị mà đã đặt trước ấy, thì nó cũng gần tới rồi, chắc cũng khoảng vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được tận mắt sờ vào nó, sở hữu nó và lăn bánh trên đường. Thì em nghĩ là cái mẫu xe này nếu mà lăn bánh trên đường thì nhìn rất là đẹp, rất là khác biệt. Nó thay đổi về về hình dáng rồi những cái trang bị bên trong, như những cái clip vừa hồi trước em cũng đã có chia sẻ với các anh chị đó. Nó rất là đáng tiền. Thì tính ra thì nó chênh lệch với giá xe nhập thái chỉ khoảng 25 triệu thôi, nhưng mà trang bị thì đầy đủ cho bạn L. Bạn L là em nghĩ là đầy đủ đồ chơi, không có thua bất kỳ những cái dòng xe cùng phân khúc nào hết. Đó. Thì một cái thông tin hơi đáng tiếc cho những anh chị mà mình đang quan tâm đến xe E là thời gian giao xe của xe E thì nó rơi vào quý 4 của 2020, tức là vào khoảng tháng 10. Tháng 10 thì Honda Việt Nam họ mới có thể
giao xe phiên bản E cho các anh chị được. Bởi vì các anh chị cũng biết là xe lắp ráp thì số lượng không có nhiều, nhưng mà lượng khách đặt cọc, lượng khách chốt xe đặt trước rất là đông, rất là nhiều. Cho nên những anh chị nào mà chúng ta nhanh chân chúng ta đặt trước thì thời gian nhận xe của chúng ta từ ngày đặt cọc cho đến ngày lấy xe nó rút ngắn lại, nó ngắn lại. Thì đó. Một lần nữa em cũng xin chúc mừng các anh chị mà chúng ta đã quan tâm, đã tin tưởng NTC và đã đặt cọc những chiếc xe bản G và bản L đầu tiên. Thì đảm bảo trong tháng 8 này, nửa đầu tháng 8 chúng ta sẽ có xe để mà vi vu cùng gia đình, cùng đi du lịch. Và bây giờ, cái phần mà mọi người trông chờ nhất và em cũng muốn được truyền tải tới mọi người, chia sẻ cho mọi người nhất, đó là về giá cả. Thực sự là đi mua đồ gì cũng vậy, cái giá nó là quan trọng nhất. Và không để cho mọi người chờ lâu thì trên tay em đây, em đang cầm bảng giá chính thức của Honda CR-V 3 phiên bản. Bản đầu tiên mà em muốn đề cập tới đó là bản L, bản cao cấp nhất, với giá Honda Việt Nam đã niêm yết là 1 tỷ 118 triệu. Nếu lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tính hết các loại thuế, loại phí thì nó ngót khoảng 1 tỷ 2. Đó. Bản G là 1 tỷ 048 triệu và lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 127 triệu. Đó. Và bản E, bản mà tính kinh tế, em nghĩ là bản này là xét về tính kinh tế cho các anh chị mà chúng ta muốn tiết kiệm một phần chi phí thì mình mua bản này cũng rất là xịn rồi, bởi vì nó thay đổi rất là nhiều so với cái bản nhập Thái. 998 triệu và lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh là chỉ nhích hơn 1 tỷ thôi, là 1 tỷ 073 triệu. Đó. Nếu mà chúng ta trả thẳng tiền mặt thì chúng ta cũng biết được là ở cái mức đó nó là bao nhiêu rồi. Thì vậy thì vay thì như thế nào? Trong trường hợp các anh chị mà mua xe vay theo hình thức vay thì bản cao cấp nhất chúng ta chỉ cần bỏ ra trước khoảng 300 triệu thôi. Và bản G và bản E còn lại thì chắc chắn là nó sẽ ít hơn rồi. Nó sẽ không tới 300 triệu. Nó khoảng tầm 280 mấy đến 290 mấy triệu thôi. Và hình thức vay thì như nãy em đã có nói là bỏ ra 300 triệu, có nghĩa là chúng ta vay theo dạng mà vay 80% giá trị xe và chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi. Còn về lãi suất ngân hàng hay là thủ tục ngân hàng, giấy tờ ra sao thì các anh chị cứ vui lòng liên hệ cho NTC Channel. Chúng em sẽ tư vấn và hỗ trợ chúng ta tùy từng trường hợp từng các anh chị tại từng khu vực để chúng em hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn nhằm hỗ trợ các anh chị, giúp cho các anh chị sớm lấy được chiếc xe của mình mong muốn hơn. Và đặc biệt là bạn, nếu bạn G và bạn L các anh chị đặt trong thời gian này càng sớm thì chúng ta càng được nhận xe sớm. Đó. Và còn bạn E thì nếu mà các anh chị nào quan tâm thì chúng ta cứ nghiên cứu, cứ tham khảo ngay từ bây giờ đi và alo cho NTC thì đảm bảo chúng em sẽ hỗ trợ các anh chị và giao xe cho các anh chị sớm nhất có thể mà chúng em có thể hỗ trợ được. Và em xin nhắc lại một lần nữa về giá của 3 phiên bản. Phiên bản L là 1 tỷ 118 triệu, bản G là 1 tỷ 048 triệu và bản E là 998 triệu. Đó, các anh chị nhớ nha. Nếu các anh chị quan tâm cứ hãy liên hệ NTC Channel qua số hotline 0933 509191. Đó, thì NTC sẽ hỗ trợ nhiệt tình luôn. Và trong trường hợp chúng ta đi mà ghé showroom mà chúng ta không có hẹn trước và muốn gặp NTC thì chúng ta cứ hãy nói là cho Lễ Tân liên hệ với các bạn trong nhóm NTC Channel thì chúng em sẽ xuống để tiếp các anh chị. Mời các anh chị ly cà phê và chúng ta cùng thảo luận, cùng bàn bạc về cái chiếc xe, về những cái điều mà mình mong muốn trước khi mua một chiếc xe. Và ở những video sau thì NTC Channel sẽ gửi đến các anh chị thông số kỹ thuật cụ thể 3 phiên bản G, L và E. Và em nghĩ mức giá hiện tại của CR-V này thì nó rất là phù hợp, nó rất là ngon luôn. Nói chung là rất là ngon so với những xe cùng phân khúc và những trang bị mà có trên 3 phiên bản CR-V. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và em cũng xin lỗi các anh chị là bởi vì đây là clip CR-V, nhưng mà trong clip có xuất hiện Accord với lại Civic hay là City thì nó cũng hơi vô duyên, bởi vì hiện tại là CR-V bên em cũng hết rồi.
và City thì cũng không còn nhiều hàng nữa. Nhưng mà nếu các anh chị nào mà mình cũng đang quan tâm đến xe cọp hay là Civic thì em cũng có thể tư vấn chúng ta chốt và giao ngay được trong tháng luôn. Một lần nữa là em cũng thay mặt NTC Channel cảm ơn các anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và tin tưởng NTC. Nếu các anh chị thấy video này hay và có ích thì cứ hãy nhấn like hoặc là nhấn nút subscribe, và có một cái chuông ở bên phía dưới màn hình á, các anh chị cứ nhấn vào đó để nhận những cái thông báo mới nhất, sớm nhất của NTC. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp các anh chị trong những video sau nhé.